Công Hải thiếu chút nữa là đã pha băng lên. Văn Nguyên, quá người, không vào. Mẫn, chúng ta cùng xem lại pha qua người và sau đó rất cố gắng. Quá mạnh, nhưng Nhật Trung vẫn khiến cho thủ môn Huỳnh Văn Lê Hợp nhiều lý do khác nhau. Sako luôn luôn có dấu hiệu bị hụt hơi. Một pha nằm sân của cầu thủ Tân Hiệp Hưng để cho Tân Hiệp Hưng cầm hòa ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là đã có bàn thắng, cuối cùng thì cũng có bàn thắng cho Sako. Và người ghi bàn, anh là người có số lần dứt điểm cầu môn thậm chí là gấp 2, gấp 3 các pivô của mình. Một pha ngả người và dứt điểm chuẩn xác của Lâm Tấn Phát, và đó là pha ghi bàn thứ 3 của số 16 Sako từ đầu giải cho tới nay. 5 giây cuối cùng. 3 giây. Và tỷ số được ấn định là 2-0 cho các cầu thủ Sako. Người ghi bàn một lần nữa lại là Lâm Tấn Phát, đã gánh toàn bộ các đồng đội của mình. Công đầu trong bàn thắng vừa rồi là Đắc Huy, nhưng người chạm bóng cuối cùng là Lâm Tấn Phát. Xin chúc mừng Lâm Tấn Phát khi mà anh đã lập cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay.